Chi sao rồi? Chuyện con Chi sao rồi? Nó không dám tới đòi tiền em nữa đâu. 20 triệu nào, cầm đỡ đi. Mang bên ai trong nhà hơi lộn xộn xíu. Coi như là anh nhận 20 triệu này, anh trả nợ cho ông Hùng. Còn 480 triệu kia. Nè, vừa vừa phải thôi nha, đừng có đòi hỏi quá đáng như vậy. Ủa, anh có đòi gì đâu quá đáng ta. Ý nó là 480 triệu kia, anh không lấy nữa đâu. Thiệt hả? Thiệt. Anh không muốn á, con anh sau này lớn lên nó nghĩ ba của nó là một thằng cờ bạc nè, gái gú, rượu chè, đâm thơ chém mướn. Ê, anh đi kiếm việc làm nha. Anh nói chơi hay là nói giỡn vậy? Anh đang bày trò gì nữa hả? Trò gì đâu. Hay là ở đây anh giấu camera, anh nói như vậy để chạy tội. Em sao hả Mai Lan? Ủa? Thôi em nhìn đi kìa, nhìn lên. Nhìn tránh lên ra máy, coi. Nhìn lên máy lạnh luôn coi có camera trên đó không. Tránh ra. Em làm gì vậy? Gì vậy? Đi ra, giấu gì ở đây? Hả? Đi ra. Cứ giấu gì rồi. Ủa? Nhìn mặt anh xấu xa lắm hả ta? Em thử một lần tin anh thử coi, anh nói thiệt á. Mấy cái này là sao vậy? Tính bài trò gì nữa hả? Bài trò gì đâu, ngồi xuống đây. Anh nói thiệt á, tự nhiên từ lúc mà hai tin em có baby với anh nè, tự nhiên trong người của anh nó kỳ lắm. Nó cứ lần lần cảm giác khó tả lắm kìa. Ơi, lâu lâu có anh tự cảm giác nha, anh nghĩ Vinh ơi Vinh, sau này lỡ như mày làm cha rồi, rồi một cái thằng hư đốn như mày á, lúc đó làm cha sẽ như thế nào ta? Rồi anh có đủ khả năng để anh tự chăm sóc, anh lo lắng cho con anh không? Anh không biết làm sao luôn á. Mai Lan, anh suy nghĩ nhiều lắm. Anh muốn bỏ hết tất cả cho anh cơ hội nha. Những cái kia là quá khứ. Anh muốn bây giờ là hiện tại và tương lai. Anh muốn cuộc sống của mình tốt hơn. Con anh sẽ là một đứa con có giáo dục đàng hoàng. Cho dù anh khổ, anh cực khổ cỡ nào cũng được, anh làm tất cả để lo cho con anh. Nói cái gì đâu không hả? Cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Mẹ, thuốc này là thuốc bổ Mai Lan nó cho mẹ uống hàng ngày đúng không mẹ? Ủa? Mẹ, thuốc này là thuốc an thần liều cao đó mẹ. Hèn chi lúc nào mẹ cũng ngủ, có lúc á mẹ sắp đột quỵ phải nhập viện luôn. Trời đất ơi. Mẹ biết là nó đã tráo thuốc với bác sĩ, nó tráo thuốc bổ mà cho mẹ uống mỗi ngày. Mẹ biết. Cái lúc mà mẹ nhập viện lần trước á, thì mẹ cảm giác mẹ nghi ngờ rồi. Cho nên mẹ có nhờ bác sĩ kiểm tra. Mẹ có biết. Mẹ biết. Vậy tại sao mẹ không nói cho mọi người biết? Trời đất ơi, đủ nó làm cái gì? Ảnh hưởng tới tính mạng của mẹ thì sao? Trời đất ơi, con thấy sợ con nhỏ này quá. Không được, con phải đi kêu Bảo Nam về giải quyết cho ra lẽ cái vụ này. Không thể nào mà để nó lộng hành như vậy được. Con à, sợ cái gì mà sợ. Mẹ chỉ muốn Mai Lan nó còn đường để nó quay lại thôi con. Tất cả chỉ vì nó yêu Bảo Nam, mà nó cảm thấy cái tình yêu của nó kết quả không có, cho nên nó trở nên nó thù hận. Nó thù một cách vô lý, rồi bây giờ nó đi trả thù tất cả mọi người. Mẹ ơi, nhưng mà kỳ này nó đã đi quá giới hạn rồi mẹ. Mẹ có biết không, nó hại từng người trong gia đình của mình. Không chỉ có gia đình mình đâu, ngay cái chuyện nhà hàng của anh Minh cũng là do nó làm. Anh Minh đã có đầy đủ bằng chứng, bây giờ chỉ cần đưa cho công an thôi đó mẹ.
Mẹ ơi, mẹ đừng có dung túng cho nó nữa. Rủi một ngày nào đó nó hại nhiều hơn như vậy thì mình phải làm sao mẹ? Đâu phải là dung túng con. Thật ra thì gia đình mình còn nợ nó. Mẹ ơi, nợ gì nữa chứ? Ơn nghĩa gì thì cũng trả hết rồi. Mẹ nuôi nấng nó, yêu thương giống như là con gái trong gia đình vậy đó. Cho ăn cho học, tới bây giờ mẹ thấy chưa, nó lấy oán trả ơn, rồi hại hết người này tới người khác. Mẹ biết không, ngay cả cái chuyện mà nó mang thai, con cũng có đầy đủ bằng chứng, không phải là con của Bảo Nam. Như vậy mà mình cứ để cho nó hại, rồi còn hại tới mẹ con của con Trang nữa. Có một chuyện mà đáng lý ra mẹ phải nói cho tất cả mọi người trong gia đình biết từ nhiều năm trước. Vậy mà mẹ cứ giấu kín ở trong lòng. Nếu như mẹ nói ra thì Mai Lan nó đâu tới nông nổi này. Bà có nghề kinh doanh, đầu tư, tôi tin tưởng bà. Cho nên á, số vàng này nè, tôi xin hùn vốn với bà để mà mua hết cái miếng ruộng này. Hy vọng sau này con Mai Lan nó có một chút vốn để mà sinh sống. Sao tin tôi dữ vậy? Mua rồi mai mốt đất có giá cái tôi không nói. Rồi kể như Mai Lan nó cũng không có vốn sau này làm ăn. Không sợ vậy sao? Có là bao nhiêu đâu. Miếng đất chỉ có mấy cây vàng thôi. Với lại so với tài sản của bà thì có bao nhiêu đâu mà sợ bà tham lam. Chưa kể sau này á, tôi còn nhờ bà nuôi con bé Mai Lan. Nếu như tôi chết, sức khỏe của tôi bây giờ á, nó cũng tệ lắm rồi. Đừng có nói gỡ. Ba của Mai Lan thì vắng số, mẹ của nó thì cứ đề đốn cờ bạc. Nó chỉ dựa vô con mình bà. Thôi giờ vậy nha, là tôi đề nghị thôi ha. Để tôi đem nó về nuôi, cho nó ăn học nè, rồi để nó lớn khôn, nó thành tài. Rồi sau này cái dựng vợ gả chồng cho nó, tôi gửi cái vốn này lại. Rồi cái này giống như là của hồi môn của nó vậy ha. Mà tôi chỉ nói là lỡ như thôi, lỡ như bà đi trước thôi, nhưng mà bà phải giữ sức khỏe, chứ không có được nói như vậy mà bỏ đi nghe. Nghe. Nhưng mà bà nhớ là đừng có cho ai biết nghe. Con Mai Lan á, trước khi nó khôn lớn, bà cũng đừng cho nó biết. Tôi sợ mẹ nó cờ bạc, rồi biết nhỏ có miếng đất, đến đây á là quấy phá nó, rồi phiền phức đến bà nữa. Tôi đã trả nợ cờ bạc cho nó hết rồi, chỉ còn chút đỉnh ở đây. Tôi gửi bà để mà lo cho con Mai Lan sau này. Tôi hiểu rồi mà. Phải giữ sức khỏe nha. Nhưng không ngờ là mấy năm gần đây, dịch giả nè, rồi thiên tai nữa, khiến cho chuyện làm ăn không còn được tốt như trước. Cho nên mẹ đã đem cái sổ đất của mẹ và bà nội của Mai Lan đem đi cầm. Ngân hàng người ta định giá của thế chấp miếng đất đó là 100 tỷ. Mẹ cũng tính rồi. Mẹ tính là khi nào mà Mai Lan nó thành gia thất, nó yên ổn rồi, mẹ sẽ giao cái phần tài sản của bà nội Mai Lan để lại, coi như là của hồi môn của nó. Mẹ chưa kịp nói gì hết thì bây giờ tất cả mọi chuyện nó cứ như là quả trên trời mà ập xuống vậy. Con ơi, mẹ cũng không biết phải làm sao bây giờ. Vậy là mẹ muốn tán học cho Mai Lan với Bảo Nam để gộp phần tài sản của Mai Lan vô gia đình mình đúng không mẹ? Con à, thật ra thì mình không thể tính cái chuyện vật chất và tình yêu nó gom chung lại một chỗ đâu con. Chắc là duyên trời thôi, cho nên hai đứa nó không đi chung một con đường được. Tội
lỗi cho con nhỏ. Mẹ thương nó lắm. Mẹ luôn xem nó như cháu ruột của mình. Chỉ có một điều mẹ không ngờ. Mẹ không ngờ là Mai Lan nó nở. Giả dối. Thì nó tất cả chỉ là giả dối. Chỉ đang lợi dụng em thôi. Thì ra từ trước đến giờ bà ta lợi dụng em hết tất cả mọi thứ. Mà một khi đã lợi dụng em rồi, không có lý do gì mà chúng ta phải nhân nhượng nữa. Phải lấy lại cho bằng được số tiền đó. 100 tỷ đó em. 100 tỷ lần đó. Bà ta chỉ đang lợi dụng em để chiếm toàn số tiền mà nội em để lại. Là còn muốn tác hợp cháu trai em của mình cho người khác nữa. Đúng là giả tạo mà. Mai Lan, những lúc này em cần phải bình tĩnh nhất. Nghe anh nói nè, bây giờ chúng ta là một gia đình. Chúng ta đang đi chung một con thuyền đó. Anh hứa với em, anh phải bảo vệ em, bảo vệ con của chúng ta bằng một cách phải lấy lại cho bằng được số tiền đó. Nghe lời anh, phải làm theo anh. Nếu như em không làm á, thì bà ta đã có hết bằng chứng rồi. Bà ta sẽ thưa ngược lại em đó. Em phải đi tù, em mất trắng, em không còn gì hết. Thậm chí mất cả con nữa em à. Nghe lời anh nha, làm theo anh.